Chào các bạn, mà chúc các bạn có một ngày chủ nhật thật là vui. Cái đúng hẹn lại lên để cái mỗi ngày tôi tiếp tục chia sẻ cho các bạn với câu nói trong cái cuốn 8789 cơ câu nói hay. Thì đó là cái phương pháp mà tôi áp dụng từ 2009 đến bây giờ. Trước đó tôi cũng lăn tăn đi tìm một cái phương pháp nào mà thời tiết nó như thế nào, tôi có đang đi công tác ở đâu thì vẫn có thể bắt đầu ngày mới mình bằng một cái phương pháp mà nó lúc nào cũng có thể ổn định được. Thay vì là ví dụ hôm nay chạy bộ cái mai mưa không chạy bộ được, hay vì hôm nay tự nhiên là sáng dậy sớm dọn dẹp, tự nhiên cái ngày qua uống nhiều quá sáng hôm nay dậy không nổi, cho nên là cái phương pháp này là mỗi ngày chọn một cái câu nói, đọc một câu nói, suy nghĩ về đó, thì nó không có quan trọng là tôi đang ở đâu, thời tiết nó như thế nào, tình trạng kích cỡ của mình đang làm sao, ngày nào mình cũng có thể làm điều đó đúng không các bạn. Cái khoa học về nghiên cứu về tâm lý học đó, nó là nếu chúng ta bắt đầu ngày mới mà đúng cách thì kết thúc cái ngày của chúng ta thường sẽ là đúng cách. Cho nên là nếu các bạn đang đi tìm một cái phương pháp thì hãy thử áp dụng cái phương pháp như vậy. Nó hữu hiệu rất là nhiều cho tôi, và hy vọng là nó cũng sẽ hữu hiệu cho các bạn. Ok, và câu nói ngày hôm nay á, là tôi chọn được là say what you mean. Say what you mean á, nghĩa là hãy nói những gì các bạn thật sự đang suy nghĩ về điều đó. Bởi vì á, cuối cùng của một cái câu chuyện gì, bất kể cái gì chúng ta suy nghĩ ra mà chúng ta không nói được cái điều đó, chúng ta không thể hiện được cái điều đó, chúng ta không có thực hiện, không có chuyển hóa nó trở thành một cái gì đó, để thành một cái thông điệp mà người ta có thể hiểu được, thì bạn có ý tưởng đẹp như thế nào cuối cùng nó cũng trở thành lãng phí. Bạn có ý tưởng nó hay ho làm sao, nó có thể giúp cái này và giúp cái kia, có thể thay đổi được cái cục diện của cái câu chuyện, có thể thay đổi được cái gì đó, nhưng mà nó không nói ra được. Thì cuối cùng cái ý tưởng đó nó cũng trở thành là rác, nó cũng thành là trôi theo sông mà thôi, rất là đáng tiếc đúng không các bạn. Hoặc là ví dụ như khi chúng ta đang có một cái cảm xúc nó dồn nén mà chúng ta muốn nói về cái điều đó, nhưng mà lại không biết lựa từ để nói, không biết lựa cái cách nào để nói, thì tốt nhất hãy nói thật ra cái gì ở trong cái lòng mình đang suy nghĩ. Còn không, nếu mà không nói được, mình sẽ trở thành cái người mà gặm nhấm cái nỗi khó chịu đó, gặm nhấm cái nỗi buồn đó, và kết thúc của cái ngày ngày cuối cùng cái việc đó nó vẫn còn âm ỉ, nó nằm trong lòng mình mà mình đâu có nói ra được đúng không, thì nó đâu có được xử lý, nó chưa có xong hay xuôi gì hết. Thì cuối ngày mình đi về nhà, cái người khó chịu là mình, là tôi, là bạn, bởi vì mình chưa nói được cái điều mình muốn nói. Đôi khi cái việc mình muốn nói nó có thể làm cho cái người nghe họ không hài lòng, họ không vui, họ không thích, họ không thế này thế kia, thì lúc đó chúng ta phải lựa lựa cái thời điểm, lựa cái ngữ cảnh, lựa cái hoàn cảnh, lựa cái tình huống nào để mình có thể lồng được cái thông điệp mà mình muốn nói vào, ý nghĩa của cái việc mình muốn nói vào, để cho người ta hiểu được là mình đang muốn cái gì. Tôi gặp rất là nhiều cái trường hợp là con của tôi nè, ví dụ là một trường hợp đó, thì nó suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc của người khác, nó suy nghĩ quá nhiều về những cái việc người ta có thể nghĩ thế này, nghĩ thế kia, nghĩ thế này, buồn thế này thế kia không, cuối cùng lúc nào nó nói nó cũng vòng 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 vòng, và nó không đi vào cái vấn đề trực tiếp. Và một chuyện ví dụ như có thể nói trong vòng 1 phút, nó mất phải 10 phút người ta nó mới nói được. Hoặc nhưng mà trong trường hợp của người khác, nó là bà xã mình đây, ví dụ có một cái việc cần nói thì cần 1 phút thôi. Thì bà lặp đi lặp lại cái việc đó rất là nhiều lần để cho đứa con nít nó có thể nhớ, nhưng cuối cùng á, cái thông điệp nó mình đã nói xong rồi thì xong, cho nó qua, cho nó đi, cho nó đi luôn đi. Và hay là mình nhận cái phản hồi từ người khác, là từ đó mình tạo ra cái thông điệp khác, mình dẫn cái câu chuyện đi một hướng khác, không cần phải lặp lại một cái việc gọi là nhai đi nhai lại đó, nó nhìn nhìn nó rất là ngán đúng không. Thì bây giờ các bạn có câu chuyện gì, có cái thông điệp gì, có cái tình huống gì mà các bạn đang muốn thể hiện nó cho cái người mà các bạn muốn nói chuyện về cái điều đó nghe, thì hãy hãy nói. Đó là cách duy nhất để xử lý vấn đề, hãy nói, nó ra. Và trong cái nói đó hãy có đang xem cái sự khéo léo của mình, đang xem cái câu chuyện làm sao để cái người nghe họ sẵn sàng, họ tiếp nhận. Đó là cái nghệ thuật. Thì bạn làm sao bạn học được cái nghệ thuật đó để mình nói mà người ta sẵn sàng nghe, sẵn sàng hiểu, sẵn sàng thẩm thấu và sẵn sàng thay đổi. Vậy nha, tạm biệt các bạn.